Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel Hiệp Tinh Phát. Trong video này tôi sẽ chia sẻ với các bạn cách cài đặt Reaper In và Scan cho máy in đa chức năng Rohde MSL2701DVK. Thì để cài đặt in thì trước tiên chúng ta sẽ kết nối cáp dây cáp nguồn cho máy in cũng như là kết nối cáp mạng nhé các bạn. Các bạn sẽ kết nối cáp mạng cho máy in ở phía đằng sau này. Để việc cài đặt in qua cổng mạng được dễ dàng thì chúng ta cần làm các thao tác như sau. Sau khi các bạn kết nối cáp mạng cho máy in Rohde MFCL2701DVK xong thì thao tác tiếp theo các bạn sẽ lên trên màn hình của máy in ha, các bạn bấm vào chữ menu đang số 1 ha, các bạn di chuyển đến số 6 Network, sau đó các bạn bấm OK. Rồi bên trong này nó sẽ có mấy cái giao diện như sau. Số 0 là Network Reset, các bạn cần reset lại thì các bạn có thể vào đây bấm reset luôn ha, bấm OK. Số 1 là reset, số 2 là exit token. Rồi, các bạn vào mục số 1 Quiet Quiet Land, các bạn bấm OK. Số 1 TCP/IP, OK. Rồi, phương pháp kết nối có hai cách để kết nối, hoặc là IP tĩnh hoặc IP động, các bạn bấm OK. Ở trong mục này các bạn sẽ để địa chỉ IP là auto nha các bạn. Thì khi các bạn cắm dây cáp mạng vào trong cái máy in đó, thì hệ thống nó sẽ tự động cấp một cái địa chỉ IP cho cái máy in này. Các bạn để auto nha. Rồi, mình quay trở ra. Rồi, bây giờ mình sẽ vào trong cái phần wallet. Sau khi các bạn để auto chừng 50 giây gì đó, các bạn sẽ quay trở lại. Chúng ta sẽ vào lại cái mục số 6 Network, OK. Quay lên OK. TCP IP OK. Rồi, lúc này các bạn sẽ chọn tính mục số 2 IP address. Thì các bạn thấy hệ thống nó tự động cấp địa chỉ IP cho cái main này là 192.168.88.77. Nếu các bạn muốn thay đổi cái số này thì các bạn có thể bấm vào số 1 để thay đổi. Ha, mình cứ di chuyển con trỏ này. Mình nhập số vào thôi. Ở đây tôi sẽ để là 77 luôn nha các bạn. OK. Accepted. Sau thông báo chúng ta kiểm tra lại ha. 255.255.25.0. Default gateway 192.168.88.1. OK. Rồi, chúng ta sẽ quay lại cái bước 1. Boot Method, phương pháp kết nối. Thì lúc này các bạn sẽ chỉnh lại thành Status nha các bạn. Thiết bị phần cứng các bạn nên đặt một cái IP cố định để các bạn dễ quản lý thiết bị. Trường hợp các bạn có nhiều cái máy in, một số model các bạn, nhiều văn phòng công ty có rất là nhiều máy giống nhau, nên chúng ta gắn IP tĩnh để quản lý thiết bị. Rồi, kiểm tra lại địa chỉ IP vẫn như cũ ha. Đây, bot method status. Rồi, OK. Như vậy xong các bạn. Bây giờ mình lên trên máy vi tính và tiến hành download và cài đặt driver in và scan. Và bây giờ trên máy tính thì các bạn sẽ lướt chuột phải vào biểu tượng DPC và chọn Grab Parties. Kiểm tra phiên bản hệ điều hành của bạn đang sử dụng là Windows mấy ha. Ở đây chúng ta có Windows 10 Pro. System size 64 bit. Sau đó các bạn sẽ vào trình duyệt web. Sau đó các bạn sẽ vào Google và gõ từ khóa driver
Radar MFCL2701DVK Win10 64. Enter. Các bạn chọn link đầu tiên của support.radar.com. Đây, hay là các bạn thấy dấu tích Windows 10 64 bit. Ok. Do máy này là máy in đa chức năng nên chúng ta sẽ tải cái gói driver full software packet gói này nhé các bạn. Agree to the Aeola and download. Driver được download về ở góc trái màn hình máy tính của các bạn. Sau khi download xong, các bạn mở lên. Run. Yes. Lựa chọn ngôn ngữ cài đặt, chúng ta chọn tiếng Việt cũng được nha các bạn, hoặc tiếng Anh. À, mình chọn tiếng Anh đi ha. Yes. Ở đây chúng ta có ba cái lựa chọn cài đặt. Đó là các bạn kết nối qua USB. Một thứ hai là kết nối không dây. À xin lỗi các bạn. Private network nó là kết nối có dây qua cổng mạng Internet. Rồi, đây là wireless network connection, nó là kết nối không dây. Trong video này tôi hướng dẫn các bạn cách cài đặt kết nối qua cổng mạng nha các bạn, Ethernet. Mình tích chọn vào đây và bấm Next. Rồi, tại giao diện này các bạn bấm Next. Địa chỉ IP của máy in đã hiện lên trên đây các bạn, 1.2.168.88.77. Sau đó bạn bấm Next. Nếu các bạn muốn cài đặt BCFET thì các bạn bấm Install. Nếu không muốn cài đặt thì các bạn bấm Don't Install. FET giờ này ít xài lắm nên mình chọn là Don't Install nha. Ok. Nó không cài đặt cái phần BCFET vào thôi nha các bạn. Này tích vào thì để chọn cài đặt máy in mặc định nha bạn. Ưu tiên mỗi lần các bạn in thì nó sẽ tự động chọn máy in này. Rồi máy này các bạn muốn mỗi lần in mà nó hiện ra bạn thông báo thì mình tích vào. Cái này là công cụ hỗ trợ phần kết nối các bạn. Nếu các bạn không có gần nhiều thì các bạn có để hết như thế này và bấm Next. Rồi bỏ tích chọn máy này đi ha. Next. Các bạn bấm Z là sẽ khởi động máy tính lại. Ở đây mình chọn No nha. Sau khi thiết lập cài đặt những cái thiết bị phần cứng mới thì các bạn nên khởi động Windows lại để hệ điều hành nói chung là tối ưu hóa tập phần cứng để các bạn sử dụng. Rồi, hiện lên thông báo này là đã cài đặt thành công. Và trước khi sử dụng cái chương trình này bạn nên khởi động lại máy tính của bạn. Một cái cảnh báo nhắc nhở thôi nha các bạn. Rồi, sau khi cài đặt driver in scan thành công thì các bạn sẽ mở cái control panel lên
vào cái phần mà Divine Editor các bạn. Đây ha, Divine Editor. Hoặc là tại giao diện này chọn View Divine Editor. Rồi, bên trong các bạn có thể thấy lúc nãy mình tích chọn Set Default Winter, nó có dấu tích màu xanh đó các bạn. Rồi, các bạn tích chuột phải lên cái biểu tượng Border MFC L2701DW, các bạn chọn Winter Properties. Rồi, tại đây các bạn click vào chữ Reference ở tab General. Paper Size, các bạn click vào chọn A4. Apply. Ok. Tương tự như vậy ở tab Advanced, Printing Default, Paper Size, Letter, chuyển thành A4. Apply. Ok. Một số trường hợp máy in tự động chọn tính năng in hai mặt tự động. Các bạn không muốn sử dụng tính năng đó thì các bạn cũng vào trong tab Scenario Preference. Đây các bạn nhìn xuống dưới này, hai size booklet mà. Non là không có in hai mặt nhé các bạn. Rồi, hai size là in hai mặt. Nếu các bạn chọn cái tùy chọn này và apply ok thì khi các bạn in đó, những cái file nào mà từ hai trang trở lên đó, thì máy in nó sẽ tự động in hai mặt nhé các bạn nhớ ha, lít chuột phải vào Winter Property Refresh. Non là in một mặt bình thường các bạn. Khi nào bạn cần in hai mặt thì các bạn sẽ chọn hai size thôi ha. Ok. Sau khi chọn khổ giấy xong hết thì set khổ giấy xong rồi chúng ta bấm vào Print Test Space. Nếu mà các bạn cài đặt ra và in thành công thì máy sẽ in ra nha các bạn.